Chú Nga ơi, bán cho tôi mấy gói kẹo nào. Trời ơi, tí từ quần. Chị Hến dạo này ngọt nước thế, nhìn cứ mặn mà như gái 18 ấy. Gớm, dạo này thính rẻ sao mà vãi tứ tung thế. Mà chú nếm tôi bao giờ mà biết mặn với chẳng ngọt. Đây, của chị đây. Người có tiền có khác, nhìn trơn lông đỏ da. Của chị hết 100. Chú là chị được cái khéo mồm thế đây. Đây, 100 của chú đây. Em xin. Chị cứ mơn mởn thế này. Bảo sao bác sò cứ hay kêu đau lưng mỏi gối. Của tốt dùng cố, mấy mà xuống hố. Chú nói vớ va vớ vẩn. Tôi về đây. Làm cái kim lỗ to to ra có phải là dễ xỏ không? Mắt mũi thì đã trả ra hồn. Ôi giời ơi. Con chào bà. Bà chào con. Thế hôm nay không phải đi học hay sao mà lại sang đây thế này? Hôm nay thứ bảy con được nghỉ bà ơi. Sang đây chơi thì con chơi lành chơi hiền. Đừng có nghịch ngợm gì vào đồ đạc của vợ chồng bác hết. Không là nó lại mắng cho đây. Con biết rồi. Bờm sang chơi đấy à? Dạ con chào bác sò hay thò lò mũi xanh. Ai bảo với con thế? Bà bảo con là ngày xưa bác thò lò mũi xanh còn gì. Mẹ kể vớ va vớ vẩn. Bác lớn rồi, giờ hết thò lò mũi xanh rồi nhá. Mà mẹ mày ngày xưa ngủ tối nào cũng đái dầm, ướt hết cả người bác. Giờ khéo đi ngủ vẫn còn đóng bỉm ấy chứ. Về hỏi bác xem. Không phải, không phải, bác nói dối. Mày cứ trêu cháu nó thế. Đi đâu thì đi đi, để cháu nó chơi. Con chào mẹ. Chào anh. Dạ, con chào bác Hến. Được nghỉ thì không ra đồng mà đá bóng, đá bánh cho nó khỏe. Bố, cái con nặng nô, cháu nó sang chơi tí cũng thế nọ thế trai. Có nhà không ở nhà mà chơi, sang đây làm cái gì không biết nữa. Bơm ơi, bơm, bơm ơi, bơm, bơm ơi. Vừa nãy nó xin tôi sang ngoại chơi rồi. Cái thằng đã bảo là sang đấy chơi ít thôi. Cái bà Hến là xấu tính xấu thói lắm. Xấu nhưng mà được cái cơ cấu cũng ổn. Anh lại bắt đầu rồi đấy. Thấy gái đẹp gái xinh là nhốt nước bọt ưng ực cả. Bảo sao tối về không thấy ăn cơm. Nhốt cho lắm vào căng diều. Hến ơi, Hến, Hến ơi, dậy đưa mấy củ tối đi đóng phường cái. Hến, Hến ơi. Phường cũng chả phèo. Đợi em một tí. Sánh ra là ngủ. Làm về thì phải ngủ mới lại sức được chứ. Ôi sao lại thiếu 500 thế này? Anh có lấy không đây? Ai biết tiền bà cô để đâu mà lấy. Bờm, con có thấy tờ 500 của bác đâu không? Con không thấy.
nghi lắm. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, có chuyện gì mà mày cứ oai oái lên như cháy nhà thế? Mẹ sờ trong túi xem tiền của con nó có lang thang đi nhầm vào đấy không. Đây mày nhìn đi. Tao biết đồng lớn đồng bé của mày mặt ngang mũi dọc thế nào. Mày nói thế khác nào bảo tao lấy. Tìm lại xem. Ở cái nhà này có mỗi mấy người, lại không có ai ra vào, tự nhiên lại mất tiền. Hay là chuột nó cảm? Chỉ sợ người cảm thôi, chứ chuột nào cầm tiền. Con không lấy đâu. Bầm, con có giấu tiền của bác không? Con không giấu đâu. Con không giấu. Mày là tính tắt mắt lắm đây. Con không lấy đâu. Con không lấy đâu. Mày quá đáng quá thể rồi đấy nhớ. Đây, mày ra khám nốt tao đi. Ai dám khám mẹ? Tự giác thôi. Cha nhà mày. Mất thì thôi, làm to chuyện lên làm cái gì? Tiền chứ có phải lá đa đâu. Lần một rồi có lần hai, để lâu dài thành quen thói ra. Mày không bắt được tận tay dây tận trán thì đừng có đổ thừa vớ vẩn nhá. Ở cái nhà này có mấy người, không lấy chả nhẽ tiền nó biết tàng hình. Bơm, mày có cầm của bác không? Này chị ơi, tiền bạc của chị thế nào mà lại nói thế? Khác nào đổ sống cho nó. Con em không xấu bụng xấu dạ như ai đâu. Này, đừng có xỉa xói nhá. Chẳng biết ma ăn cỗ lúc nào đâu. Từ mai đừng có sang đây chơi nữa. Đi về con. Từ giờ có các vàng cũng đấm máu vào. Cả nhà đang thảo luận cái gì mà rôm rả thế? Tôi có tờ 500, giờ chẳng biết bay vào túi ải túi ai. Lúc chị mua hàng ở quán em, chị làm rơi. Đây, có đúng tiền này không? Em mang trả chị. Đến nhục với cô thôi, chưa biết đầu cua tay nhau thế nào đã lồng lộn lên rồi. Đúng tiền của tôi rồi, hay đút cạp quần lên là có mùi mắm tôm. Đồng tiền nó liền khúc rùa, không bắt được tận tay dây tận trán thì đừng có đổ thừa linh tinh. Nghĩa tình sẽ cạn và sẽ gặp hạn nữa chưa. Chứ bố nhà mày đổ lung ta lung tung.